Alo, hôm nay là lót gạch lại cái phòng mặt. Hai cha con đang làm đây này, là kinh nhật phù giỏi lắm. Đó, đó, coi như làm cả hồ luôn á. Chờ một cái đấy, một cái chỗ đấy. Một xuống từ từ, một xuống từ từ. Một đẹp sáng một. Rồi. Đó, rồi. Đó. Đó, đẹp không? Kinh nhật làm đẹp không? Đó. Oh yeah. Mấy cái tấm là đây đây đó, chân mẹ cái chân mẹ con lôi ra đó. Đó. Lôi ra. Không. Thấy không? Đó, đây nè. Đây ra đang. Không. Bộp lộp. Thôi, xin kêu con. Đi, đi. Con ra xin xem đi. Đem chở đâu kia, đem chở đâu kia rồi. Đó, chúng mình tùm lum tùm la cái công dột dạc rất là cực. Dột dạc rất là cực. Tùm la. Còn làm được quả gì, nhưng mặt băng sẵn để làm được 30 giây là xong thôi. Đúng. Kim Nhật đến tới, Cái đồ đạc của bác mà, cái đồ đạc nó rồi. Con ra kia đi.